gửi lời chào tới toàn thể các vị khách quý, các điền anh, điền chị, lời chào của người quan họ. Hôm nay sum họp chúc may, tình trong một khắc để nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Kính thưa các đương quan họ, với tình yêu quê hương, với niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, chúng tôi, những người con xa xứ, luôn đau đáu nỗi niềm, khắc khoải nhớ quê, đã cùng nhau thành lập ra câu lạc bộ Còn Duyên. Vào tháng 9 năm 2004, tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích ban đầu là dạy các bạn trẻ yêu dân ca quan họ, sau nữa là được cùng nhau hát những bài hát truyền thống của quê hương mình cho thỏa nỗi nhớ quê. Và hôm nay chúng tôi rất vui mừng được kỷ niệm lễ mừng sinh nhật 11 tuổi của câu lạc bộ Còn Duyên. Vâng, thưa các điền anh, thưa các điền chị, cùng với sức hút và ngày càng lan tỏa của quan họ, kiệt tác phi vật thể của nhân loại, các câu lạc bộ người nhớ chúc sinh tình người quan họ, chầu cau duyên quan họ, tình bắc sông cầu đã cùng với Còn Duyên tạo nên một sân chơi thật ý nghĩa cho những người con xa quê. Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù con đường mưu sinh phía trước còn nhiều trông gai chắc chờ, nhưng trên hết chúng ta đã cùng với những người thân yêu ở quê hương quan họ hòa trong những giai điệu ngọt ngào của cha ông để lại tại phương Nam. Kính thưa các vị khách quý, với niềm tự hào về quê hương Kinh Bắc, chúng tôi, những điền anh điền chị ở phương Nam xa xôi, đã chung tay bắt nhịp cầu quan họ để tất cả chúng ta, những người con xa xứ, những ai yêu dân ca quan họ đều có thể hòa chung vào giai điệu cho thỏa nỗi nhớ mong. Tôi xin trân trọng thay mặt cho toàn thể các câu lạc bộ, các đương quan họ, xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Ban chấp hành của Hội đồng Hương Bắc Ninh tại phương Nam, trường Duy Tân đã tạo mọi điều kiện và cổ vũ cho chúng ta xây ngôi nhà câu lạc bộ quan họ phương Nam này. Xin trân trọng cảm ơn. Và trong ý ngàn lời không thể nói hết, hồng tươi hân hoan chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị quan khách, các anh chị em thân thuộc và các đương quan họ cùng 8 câu lạc bộ đã đến buổi giao lưu văn hóa quan họ tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề nhịp cầu quan họ phương Nam lần thứ nhất. Xin gửi lời cảm ơn tới Ban chấp hành Hội đồng Hương Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hoa và một món quà gửi tặng cho chương trình nhịp cầu quan họ phương Nam của chúng ta. Và có chị Nguyễn Thị Sơn là hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có đến dự để chúc mừng cho ngôi nhà của chúng ta ngày hôm nay. Và Hồng Tươi cũng trân trọng giới thiệu là rất là vinh dự cho chúng ta hôm nay một dịp rất đặc biệt, đó là có nghệ sĩ ưu tú Lan Hương, một người chị và cũng là một người thầy trong dân ca quan họ. Và chị Lan Hương đã hướng dẫn và viết lên tất cả kịch bản để cho chương trình nhịp cầu quan họ phương Nam của chúng ta được ghi hình. Và hôm nay chị Lan Hương cùng với các anh chị ở ngoài Bắc Ninh cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đến dự với chúng ta ngày hôm nay, xin hân hoan chào đón một người anh, một người con của quê hương Bắc Ninh, tiếng ảnh đồn xa, đồn lâu lắm rồi, nhưng hôm nay anh mới có dịp đánh một chuyến đò để sang chơi với các đương quan họ nhà mình, đó là anh Đức Minh, một người anh, một người con của quê hương Bắc Ninh, hiện anh đang công tác ở Bộ Công an. Và hôm nay, một cơn gió thoảng qua nói với anh rằng, nhịp cầu quan họ phương Nam, chúng em tổ chức giao lưu ở đây và anh cũng đã bỏ hết công việc riêng để đến đây dự với chúng ta. Chúng em trân trọng cảm ơn ạ. Và Hồng Tươi
cũng xin giới thiệu với toàn thể quý vị và các câu lạc bộ. Hồng Tươi cũng là một người con của quê hương Bắc Ninh và sống ở trong này lâu rồi. Và Hồng Tươi hoạt động rất là nhiều lĩnh vực, nhưng khúc hát quan họ thì không bao giờ quên được, không bao giờ coi như là phai mờ trong tâm trí của Hồng Tươi. Chính vì thế cho nên là với một cái tình cảm và một cái nỗi niềm, hôm nay Hồng Tươi tổ chức một buổi tiệc giao lưu quan họ cho các câu lạc bộ, các điển anh điển chị. Và Hồng Tươi rất là hạnh phúc. Trong quá trình công tác của mình, Hồng Tươi quen rất nhiều các anh các chị không phải quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc nhà mình. Và các anh các chị cũng rất là yêu quan họ và hân hoan chào đón cùng với lời cảm ơn trân trọng. Hồng Tươi xin gửi tới anh Hạnh, công ty Tính Đại Dương và bên công ty Việt Food và công ty Sun Hao cũng có gửi những cái món quà tới chương trình điểm cầu quan họ của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay ngày 24 tháng 9, toàn thể các điển anh điển chị chúng em tụ hội tại đây để tham gia chương trình giao lưu văn hóa quan họ tại phương Nam lần thứ nhất với chủ đề điểm cầu quan họ phương Nam. Điển anh điển chị miền quê Kinh Bắc xin gửi tình cảm về quê hương quan họ qua những làn điệu dân ca quan họ tại phương Nam. Xin gửi tới quý bà con cô bác anh chị em xa gần những lời ca tiếng hát của miền quê Kinh Bắc. Miền quê Kinh Bắc nơi có con sông Cừ nước chảy đất thơi, có những điển anh điển chị, có những làn điệu quan họ làm say đắm lòng người. Hôm nay sum họp trước mai, tình trong một khắc để nghĩa dài trong năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng xin một nhà. Người quê ta đi xa mà vẫn nhớ, câu quan họ thắm tình nào ai nỡ dám quên. Sống xa quê nhà ta đến được bao sông, rồi năm tháng sẽ trôi dần theo cuộc sống. Quý đời người là những chiều mưa nắng thì câu ca thêm những làn điệu tâm hồn. Hãy subscribe.
trải qua đám hội này có mấy mùa vui, mùa ra trăm vi vẻ ơi 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 tàn vân a à, cánh phượng đôi ba người giao lần cô linh tình tình ô linh a à, linh tình ô linh tình 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 quan họ nghĩ chúng tôi giờ là có gia thì về